để gửi đến quý thính giả nhạc phẩm kế tiếp do nhạc sĩ Sơn Hoàn. Sơn sẽ giới thiệu bản thứ hai là bản nhạc Bạn ơi có hay, tiếng ca của chị ca sĩ Ngọc Lan. Một lần nữa, Ngọc Lam xin gửi đến quý khách lời chào thân thương nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.